Có bao giờ bạn thắc mắc là sức mạnh của ông nội Garp và thủy sư đô đốc Sengoku mạnh đến nhường nào không? Tại sao Garp lại được phong là anh hùng hải quân, còn Sengoku lại là chiến thuật gia tài ba? Họ đã làm gì để lên được cái vị trí cao nhất trong hải quân và còn được mọi người kính nể? Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục một video trong series Hồ sơ mật nhé. Sức mạnh của anh hùng hải quân Garp, Sengoku, quá khứ, hiện tại và mọi thứ. Quảng cáo nhẹ một cái là mình vẫn bán mũ One Piece nhé anh em. Bạn nào có nhu cầu hay là để biết thêm thông tin chi tiết thì nhắn tin cho mình qua trang Facebook, link thì mình để ở mục mô tả nha. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về Sengoku Phật Tổ. Ông là cựu thủy sư đô đốc hải quân và bây giờ là tổng thanh tra của hải quân. Xuất hiện ở chap 234 tập 151. Hiện nay ông đã 79 cái lồi bánh trưng rồi. Trái cây ác quỷ của ông là Hito Hitonomi dạng tượng Phật, còn Hito của Chopper là dạng con người. Có một sự khác biệt về doan thần thoại và doan thường. Về nhan sắc thì anh em có thể xem qua những bức ảnh sau. Có vẻ như Sengoku càng già càng xấu, mọi thứ thì đều thay đổi. Thứ duy nhất trường tồn đó chính là bộ tóc xù và cái đầu chôm chôm của ông. Sengoku, Garp và Tichuzu là bộ ba quái vật thời bấy giờ. Họ đã trải qua vô vàn biến cố hay là những trận chiến kinh thiên động địa, triệt phá băng đảng của hải tặc Rock huyền thoại, chiến đấu với vua hải tặc Jogger hay sư tử vàng Shiki, bố già râu trắng. Tất cả họ đều là những siêu quái vật về sức mạnh trong thế giới của hải tặc. Khoảng 24 năm trước, Garp và Sengoku đã bắt được vua hải tặc. À mà thực ra là Jogger tự lột mình cho phía chính quyền thế giới hay là hải quân. Nghe được tin đó, sư tử vàng Shiki đã phát rồ phát dại lên, điên cuồng một mình tấn công vào nhà ngục Imperdao. Và đương nhiên, hai vị anh hùng mạnh nhất thời bấy giờ đã ra tay để ngăn cản điều này. Sengoku cũng rất là tốt bụng khi đã huấn luyện và đào tạo cậu nhóc Don Quixote Rosinante trở thành một vị hải quân chuẩn mực và lương thiện. Trong Art Murdy Ford thì dường như Sengoku lại vào một vai phản diện chính. Ông tiết lộ với tất cả mọi người về cha của hỏa quyền A chính là vua hải tặc. Sau đó ra lệnh cho chó đỏ xúi giục tên nhện nước Squa phản bội lại bố già râu trắng. Nói chung là tất cả sự chuẩn bị và bày mưu tính kế từ bức tường thành bao quanh tổng bộ hay là những vũ khí sinh học được đánh úp từ phía sau đều do ông nghĩ ra, chốt hạ một từ rằng Sengoku văn võ song toàn. Tiếp đến khi kế hoạch tử hình A bị gián đoạn, ông nội Garp đang giằng xé trong tâm trí. Một bên là gia đình, một bên là nhiệm vụ. Sengoku đã cảnh báo Garp rằng nếu như ông làm một điều gì đó ngu xuẩn sẽ chịu chung số phận tương tự. Chính Sengoku cũng đang ngăn cản Garp khi ông nội Garp nổi điên lên định giết tên chó đỏ. Qua những chi tiết và những sự kiện trên, chúng ta thấy được rằng Phật vàng Goku là một trong những người thông minh. Ông coi mình là một người đại diện cho công lý tuyệt đối. Mặc dù coi trọng công lý tuyệt đối và rất trung thành với chính phủ thế giới, nhưng hành động của Sengoku không giống với Akalu chó đỏ. Ông đã đồng ý tạm dừng cuộc chiến tại Marineford khi A và Dâu Trắng hy sinh. Hành động này cũng xuất phát từ mong muốn bảo vệ cho những người vô tội bị kéo vào cuộc chiến. Có vẻ như công lý của ông là sự kết hợp với đạo đức, dù từng nói rằng sẽ chẳng bao giờ thắc mắc đối với những quyết định của chính phủ đưa ra. Thế nhưng ông đã vô cùng phẫn nộ trước quyết định của chính phủ, trước sự kiện đào tẩu của các tù nhân tại nhà ngục Imperdao tầng 6. Tiếp đến chúng ta sẽ nói về khả năng thể chất và sức mạnh của thủy sư đô đốc 4 con 9 này. Nếu như điểm bất lợi của các người khổng lồ chính là tốc độ thì Sengoku không bị hạn chế về mặt đó. Khi ông chuyển hóa năng lực từ dạng người sang Phật tổ khổng lồ, ông vẫn dễ dàng giáng một đòn trời giáng bằng sóng âm, bằng sóng xung kích từ lòng bàn tay, làm cho cả băng dâu đen không kịp phản kháng. Về Haki thì mới đây bác Oda cũng đã công bố. Về phía hải quân, chúng ta mới biết được rằng Sengoku là người đầu tiên sở hữu 3 loại Haki. Vậy có nghĩa là ông nội Garp hay chó đỏ, khỉ vàng không có Haki bá vương. Một sự thật buồn không hề nhẹ anh em ạ. Về trái cây ác quỷ Hito, doan thần thoại, sức mạnh chính đến từ trái cây ác quỷ này là khả năng chuyển hóa thành Phật khổng lồ, hay còn gọi là Phật vàng khổng lồ. Sức mạnh và kích thước cũng gia tăng vô cùng đáng kể khi được biến đổi. Nhưng xét về mặt thẩm mỹ thì cá nhân mình thấy rằng không được ok cho lắm anh em ạ. Đây anh em nhìn mà xem, vẫn là bộ tóc xù, đeo kính, thân hình thì vô cùng to lớn nhưng đôi chân lại khá là nhỏ anh em ạ, không hề đối xứng một tí nào. Bên ngoài ông là những lớp vàng phát sáng vô cùng chói lóa luôn. Vì đây là một trái doan nên mình thì mình nghĩ rằng ông có thể biến đổi theo nhiều hình dạng khác nhau. Ví dụ như dạng lửa người, lửa Phật,
hay là mút cánh tay, cánh chân thành Phật vàng. Chưa biết được rằng nhìn có ngầu hay không, nhưng chắc chắn với anh em một điều rằng bán vàng thì vô cùng có giá. Để cảm nhận rõ hơn về sức mạnh của đế hiệp này, anh em xem lại tập 480 nhé. Tiếp đến, chúng ta sẽ bàn về anh hùng hải quân Gáp. Gáp có một trí thông minh, có thể nói rằng tương tự như thằng cu cao su vậy. Tuy nhiên, xem ra ông nội Gáp đáng trí hơn so với thằng cháu nội của mình. Trong cơn nóng giận, ông không chấp nhận một lời bào chữa nào, và những lúc như vậy, ông thường sử dụng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Ông cũng có điệu cười riêng của mình. Ông thường cho thêm ba hoa hay là hoa trước ha ha, ví dụ như hoa ha ha ha. Ông luôn ước mơ những đứa con, đứa cháu của mình theo sự nghiệp hải quân, nhưng chúng toàn làm trái ngược lại mà thôi. Jagan là con trai của ông, nhưng chưa có một lần nào hai người gặp mặt nhau hay là thể hiện sự quan tâm giữa bố và con trai cả. Ông tỏ ra khá là bình thường khi con trai mình trở thành quân cách mạng và bị chính quyền thế giới truy lã gắt gao nhất. Gáp không cho thế giới biết được rằng mối quan hệ giữa cha con Luffy và Jagan. Nhưng đến khi Sengoku tiết lộ về toàn thế giới, Gáp chỉ đơn giản nói rằng Luffy đã quá nổi tiếng rồi, không còn liên quan gì đến Jagan nữa. Tuy thằng cháu không theo sự nghiệp của mình, nhưng Gáp vẫn luôn tự hào khi Luffy đứng lên và làm những điều mà mình tin tưởng. Ông còn cảm thấy vui mừng khi ông biết được rằng Luffy đã đột nhập vào Impel Down và có ý định cứu Ace. Khi ông biết được Luffy đã vượt qua được Impel Down và giải cứu được rất nhiều tù nhân khét tiếng khác nhau và đang tấn công vào tổng bộ hải quân, nơi mà chiến tranh đang chuẩn bị nổ ra giữa dâu trắng và hải quân, Gáp đã tỏ ra vô cùng sốc, và qua chi tiết đó cho thấy ông quan tâm đến thằng cháu nội mình đến nhường nào. Tiếp đến, khi Luffy đang trên đường cứu Ace, Gáp đã lao vào và ngăn cản Luffy trên danh nghĩa là một hải quân. Mặc dù như vậy, tình yêu tuyệt đối, tình yêu với gia đình, với đứa cháu nội của mình, Gáp đã dễ dàng chấp nhận cho Luffy đấm mình để cu cậu vượt qua. Tiếp đến, chúng ta biết được rằng Gáp và vua hải tặc Yoger là kỳ phụng kỳ tủ với nhau, nhưng ông lại nhận nuôi Ace. Hơn cả, ông còn yêu thương, quan tâm đến đứa trẻ đó hết mực. Để nói về sức mạnh của ông thì chúng ta cùng bàn qua những đối thủ mà ông nội Gáp đã từng đụng độ nhé. Quay về thời kỳ của Goni Yoger, vua hải tặc vĩ đại còn sống, Gáp đã được lệnh đối đầu với ông rất nhiều lần. Và thật sự họ đã trải qua nhiều cuộc chiến sống còn với nhau. Tuy nhiên, Yoger sắp bị hành hình khi tự lột mình cho phía hải quân vì cơn bệnh Nani không thể cứu chữa. Ông đã đưa ra một yêu cầu cuối cùng cho Gáp, và đó chính là Ace, như ở trên thì mình đã nói rồi. Qua nhiều năm với cái danh hiệu anh hùng hải quân, Gáp đã gặp nhiều kẻ thù ở khắp các đại dương, điển hình như dâu trắng, Shiki, Xanh hay là hải tặc Dốc. Nói về băng hải tặc Dốc huyền thoại thì đây là một câu chuyện về 40 năm về trước. Gáp đã có công lớn khi triệt phá được hang ổ này, và từ đó ông mới được mọi người phong cho cái vị trí anh hùng hải quân. Có lẽ anh em vẫn nhớ đến thánh thủ dài Đôn Chín Dao chứ. Hắn có cái đầu nhọn cho nên có biệt danh là mũi khoan Đôn Chín Dao. Có vẻ như thánh này tự hào về chiếc mũi khoan ở trên đầu mình nắm. Để chuẩn bị cho trận chiến thì ông nội Gáp đã nghiền nát 8 quả núi. Ông nội đã đấm tuệt đầu hắn, thằng cháu Luffy lại đấm lòi ra. Chiếc mũi khoan của thánh Đôn Chín Dao cứ như là bao cát để hai cho ông cháu nhà khỉ tập luyện vậy. Mặc dù đã già nhưng Gáp vẫn sở hữu một sức mạnh cơ bắp cực kỳ lớn. Ông có thể lém một quả đại bác bằng sắt như lém một viên bi hay là một quả bóng chày vậy, với tốc độ lớn và rất là cao. Đặc biệt, ông có thể mang theo và quăng một quả tạ khổng lồ bằng dây xích, với kích thước quả tạ lớn hơn rất nhiều với con tàu Sunny. Gáp cũng có một năng lực phi thường với cái biệt danh là Gáp làm đấm hay là Gáp One Hit phòng tôm. Cùng với sức mạnh huyền thoại của mình, Gáp có một sức chịu đựng và thể chất vô cùng lớn. Được thể hiện khi ông bị tên Morgan tay dìu chém vào người, ông đã nhanh chóng phục hồi chỉ sau một giây và không có biểu hiện đau đớn gì cả. Và lý do được đưa ra rằng ông đã ngủ gật trước khi bị tấn công. Ông còn là một vị anh hùng của hải quân, và được biết khi đã đối đầu và chiến đấu với vua hải tặc rất nhiều lần, dâu trắng cũng phải kính nể trước sức mạnh của Gáp khi ông nhắc đến Gáp trong buổi nói chuyện với Shanks tóc đỏ. Và anh em cũng nên nhớ rằng Gáp chưa mang theo một vũ khí nào cả, bên cạnh những trái lựu đạn mà ông hay lém. Chúng ta có thể hiểu rằng ông là một chiến binh đấu tay đôi. Ăn những nắm đấm của Gáp có đau hay không thì chúng ta lên hỏi thằng cu cao su hay là phượng hoàng Marco thì sẽ rõ nhất nhé. Có nhiều bạn thắc mắc rằng tại sao Marco không để cho nắm đấm của Gáp xuyên qua. Điều đó là không thể nha. Gáp có haki rất là mạnh đấy,
không cần bút haki tai đen hay là chân đen gì cả. Đó là một lớp haki vô hình thôi. Chắc chắn trong cái arc Wano này thì bác Oda sẽ nói rõ hơn về điều đó. Và có một số thông tin hay ho như sau về ông nội Gap. Trong anime, ông nội Gap có nói rằng ông đã ăn 842 cái bánh rán mà không ngủ, không nghỉ, bởi vì ông đang cố phá vỡ kỷ lục của thế giới. Gap không thích sự ảnh hưởng của Sanji với Luffy, có thể là một sự tương quan quyết định cuối cùng của bác Oda khi sử dụng Sanji là nguồn cảm hứng cho Luffy. Gap là phó đô đốc đầu tiên chiến đấu với nhóm mũ rơm, và ông cũng là phó đô đốc đầu tiên đã bị đánh bại bởi Luffy, bởi vì Luffy chưa từng đánh bại một phó đô đốc nào cả sau Gap. Sức mạnh cơ bắp của Gap là một trong sức mạnh lớn nhất cho tới nay của bộ truyện One Piece. Ông nội Gap đã nhiều lần từ chối cái chức vị đô đốc, tại vì chức vụ cao hơn thì nhiệm vụ sẽ nhiều hơn, ông để dành nhiều thời gian hơn cho những gì mà ông muốn. Cuối cùng thì video kết thúc tại đây rồi anh em ạ. Nếu như hay thì anh em like và share để giúp mình nhé. Còn anh em nào muốn tâm sự hay là mua mũ One Piece thì nhớ nhắn tin cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.